Cái này mềm mà. Cái này mềm nè cho chị nha. Chị mềm nè, chị mềm nè anh. Ok nha. Rồi rồi. Rồi lấy trái dừa chín tới cho cô nè. Dừa lắc thật. Cô ăn không mềm á. Cô ăn muối cứng. À 400 ngàn. Cô khách đang giống xét thành khu sầu riêng. Ok nha cô. Đây con thử này. Thấy được không? Cũng mềm quá. Chứ đây là vừa chín tới luôn, cô nó gáo rồi đó. Sầu riêng vợ Thanh ăn cơm mà ăn không nổi, Thanh có dẫn đi đi ăn lẩu rồi chứ, xem phim Lật Mặt của Lý Hải rồi chứ. Ngọt cô ơi, chả nó ngọt lắm hả? Anh đang đợi cô khách khui sầu riêng. Lựa sầu riêng, lựa là khui thì sầu riêng. Chuẩn bị Thanh bán sầu riêng ở lễ hội trái cây hả? Có tham gia sầu riêng ở lễ hội trái cây hả? Có đăng ký rồi. Ở đâu? Bình Dương thì nói lên cô chú đi biết. Lấy Thiên Bình Dương. Lấy Thiên Bình Dương hả? Dạ. Tầm khoảng ngày mấy? Ngày 22 tới ngày 28 tháng 5. À, 22 đến 28 tháng 5 là nếu mà cô chú nào ở Bình Dương ấy thì ghé chỗ Lái Thiêu thưởng thức nha. Đó. Chỗ cầu ngang. Vị trí cầu ngang. Khu du lịch cầu ngang. Khu du lịch cầu ngang. À. Cái cầu ngang cũng gần Sài Gòn mà. Chắc 45 cây á, 40 cây á. À. Ở đó mà anh 40 cây đúng không? Từ đó mà từ đây lên đó. Anh trai cầm giùm anh cái anh trai anh lấy cái cục sạc lên. Đó cầm cái thấy đi. Tới kìa.
đó là sầu riêng 90k. Bên kia khách nữa nè, có khách vô đó cũng khách đi ô tô tới. Anh Thanh bán sầu riêng, anh Thanh bán sầu riêng ngon nhất Sài Gòn. Cái này 265.000, mua luôn hả chị? Anh bán sầu riêng ngon nhất Sài Gòn, tức là anh Thanh ngon nhất Sài Gòn hay là hay là sầu riêng ngon nhất Sài Gòn, tùy thôi. Thử nha chị. Năm lô sầu riêng, mấy lô sầu riêng, mấy cái này ngon quá trời luôn. Thấp quá trời, thấp tới đó. Mùi nhựa thôi, mùi thơm mà. Tại người ta kỹ anh. Thấp nhựa thôi. Nhựa thì phải thôi mùi nhựa, không lẽ nhựa mà thôi mùi gỗ. Chết rồi. Chỉ là 415 cách mạng tháng 8. Dạ, cô là 3,3,3,5,3. Vui không? Ở vui không? Đang thử. Vui luôn. Vui. 265 là 40 em ơi. Cái gì lại phải đúng đúng vụ đúng thời điểm nó mới gọi là bếp rồi. Đúng thời điểm mới thì idol TikTok. Idol TikTok. Cô cô này nha, còn này nha, lấy bỏ. Cô chưa? Khui luôn nha chị. Chị gái kêu cưng là quê ở miền Tây rồi. Quê miền Tây hả chị? Chớ ở miền Tây hả? Không sao kêu cưng, miền Tây mới kêu cưng chứ. Ta thích cưng rồi, ta kêu cưng à. Thích cưng rồi, kêu cưng rồi. Ủa, cái gì? Cô chị nè, cô chị đang khui. Quá trời muối luôn. Quá trời muối. 330.000 nè, bỏ hộp cho chị nè. Hai hộp á. Cô chị gái nó có chưa? Cô chị gái là 335 nha chị. Cái này đủ chị. Vui không? Mềm thiệt mềm. Nhỏ hả? Nhỏ thì lấy cái nhỏ. Còn không? Cái đó bự hơn nữa hả? Chị lấy hai trái đi. Đó. Hai trái thì nhiều quá có tiền hả? Thì em cân thử hai trái này bao nhiêu tiền? 575.000 à, đâu có nhiều đâu. Có là 800 được không? Dạ, cái đó em lỗ tụt quần luôn. Lỗ tụt quần. Chị bây giờ không có tiền rồi đó. Thử được. Cái muối này nó bị sượng rồi, hồi em buồn muối cái cho chị nha. Giờ bỏ muối này ra. Nhưng mà cái này thấy không
cái này là cái mật của nó rồi, rồi chín nó miệng. Ok, thử thì bình thường thôi. Không gì đâu được. Muối sầu riêng như con không? Diệt cái thôi. Được. Con gái gục đầu là ok rồi. Cái này là chín quá rồi đúng không mày? Thì chị nói chín mềm rồi, chín mềm. Chín mềm chứ đâu có chín quá đâu trời. Không sao, để lại cũng được. Chín mềm là phải lấy chín dữ lắm nó mới mềm chứ. Ý là lấy cái nào mà cái cùi ở giữa nó đừng có bị đen á. À, chị vừa chín tới. Bự quá không có tiền trả. Bằng như nãy đâu, đâu có được 610 ngàn. Sao? 610 nha. Anh khui từ từ là đủ clip nha cô chú. Ý đồ á, ý đồ ấy. Trời ơi. Kêu đi ông kêu mà ông kêu. Chỉ có kêu người ta bán không mà cũng có kêu được nữa thôi. Thử luôn vậy? Thử chứ. Đây đây chơi. Cái đầu nó mới ngon rồi chị. Vậy là giờ cắt cái đầu trừ lại được không? Dạ. Cũng ngon chứ không phải là ngon xuất sắc. Ăn đi. Con gái không ăn hả? À? Con gái không ăn. Mới nhỏ bà lại ghiền cái món mùa là. Cho nó một chai atiso đỏ đường phèn đi. Dạ có. U sao biết bán cái này hay với ta? À kia kia hả? Có bản quá trời. Đỡ được to quá. Cái gì con? Dễ để bản cự quá. Ở đây không có atiso đỏ đường phèn thôi. Ủa xì tiên nó không có tốt đâu con. Cái này nó mua 2 trái tặng 2 chai đúng không em? Thì mua thêm trái nữa tặng con cua. Chị mua thêm trái em tặng con cua, em nói thiệt luôn á. Cua Cà Mau á. Hả? Ở đây không có cua ca. Ở đây có chú ca được không? Chú ca cho. Quá vậy nha. Quá vậy một trái nhỏ đó chị có con cua liền á. Ờ. Sao nãy không có cái trái nhỏ đi. Bây giờ có tặng con cua không? Mình mai mốt còn ghé mua. Ba trái mới tặng được. Cái chuyện mà trái với lại cái chuyện số tiền nó không có gì đâu. Chứ em bán luôn vậy đâu có được. Rồi để vừa nói rồi mà ba trái tặng con cua mà phải 3 trái 1 ký lại là 2 trái 6 ký sao so sánh được. Ê, sầu riêng tặng cua là có thiệt. Sầu riêng tặng cua là có thiệt đó chứ. Đúng không? Ba trái có được con cua chắc là gần nửa ký đó quý vị. Rồi. Ok. 415 các bạn tắm. Tiếng gì á? Sầu riêng tặng cua gì á? Thanh. Khách kìa. Đấy kìa, để clip. Rồi sao riêng? Tư vấn cho khách. Sao riêng đó chú? Quá, còn quá. Đã ngon nhất 120 cô. Tức là sao riêng ngon nhất là 120. Và sao riêng 90 nha. 120 và 90. Bắt đầu là vừa sao riêng Hiếu Nghĩa cũng đó cũng có sao riêng 90 rồi. Cô 440 ngàn. 445 ngàn.